សូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីប្រភេទឡានមូសលបាទអានេះឡាននេះគឺជាផុសក្រុមហ៊ុន WL Toy ដែលមានលេខកូដវាគឺ124018បាទអាហ្នឹងប៉ៃអឺរ៉ុបគឺល្បីគេលេងច្រើនហ្នឹងឥឡូវមកដល់សក់ថ្មហើយហើយនេះគឺជាឡានតែមួយគ្រឿងទេដែលខ្ញុំនាំចូលមកដើម្បីយកមកធ្វើការតេស្តពលល្បឿននេះគឺ60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបាទហើយប្រភេទឡាននេះគឺបើនិយាយពីសាច់ដែកគឺ75ទៅ 80% ដែកស្ងរបស់បាទតែសន្ទុះវាហើយគឺល្បឿននេះលឿនខ្លាំងមែនទែន60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបាទហើយឡាននេះដែកគឺជាប្រភេទឡាន OCO 4WD បាទវល់កង់4ហ្នឹងណាពីប៉ុង2វល់កង់4តែម្ដងបាទOh, yeah.
mua cho cột cho anh chân quay lậu khoáng khoáng chập chậu đó à nó nghiêm đề chập chậu đề à được nghiêm ta thì ăn nè kém gì ở đây nhập lớn vậy thì anh này đang chập mò đặt mò kéo gì ra đây là thang free out free out rồi thằng free này là đặt luôn ai cầm mà chạy ấy à tu này à chụp đôi viên này, nhiều anh nó cũng tu lắm miên ở cà su vậy, tu mà nó tăng trồng, cho nên thời sợ mò nó mà tăng tiền, phải, bán thịt món, đi ăn mò ấy liền cả, nó hơi từ lỗm, bôm cái tay rồi này đây, đây lúc mưa tới đổ rồi, quấy chả nắng nghe mùi, cho nó bắn lên xe luôn, anh nó bật đồ bôm đã bôm nóc đồ nó bắn rồi, ui nha, con cân, tại nó miếng bùa bôm miếng nóc lên sẹp đại nè, thôi, này lúc nào đi, chui, còn lại, thì ăn là năng phi rồi đấy, ăn ngon,
ពូពុតបរិមដៃណែបងអេតាណាអេបាយលអានេះមកអូកងនេះទៀត